như là MVC vào thì được khuyến khích của dân biển. Nhưng mà có hai cái tiêu chí đầu tiên quan trọng hướng tới cái kết quả cuối cùng. Một là cái cách thức nhóm này làm việc nhóm và sử dụng công cụ làm việc nhóm với nhau để thể hiện được cái kết quả và chất lượng làm việc của nhóm. Và tôi sẽ kiểm tra thông qua công cụ, đó là công cụ GitHub hay là cái nền tảng tương tự mà nhóm các bạn chọn. Như tôi đã nói rồi, làm việc nhóm thì phải có người điều hành, phải có sự giám sát đốc thúc và có phân chia công việc rõ ràng. Thế nhưng mà bạn phân chia cho bạn Nguyễn Văn A làm cái việc XYZ gì đó, nhưng mà nhật ký trên GitHub hoàn toàn không thể hiện được cái công việc bạn này bạn ấy có làm, cũng như cái việc làm khô khớp, thì bạn ấy sẽ mất điểm và người trưởng nhóm, người điều hành cũng mất điểm. Các bạn còn câu hỏi gì không? Đang có 57 mà. Và nếu không có câu hỏi gì, ta vào bài ngày hôm nay. Như tôi đã nói từ buổi trước, buổi ngày hôm nay ta chuyển sang cái phần JavaScript. Tại sao lại đẩy nó xuống dưới cùng để mà tôi giới thiệu kết hợp nó thông qua cái ví dụ về PP Ajax. Nếu như mà các bạn dùng slide thì nó chính là cái slide của cái môn nền tảng mà tôi có đính kèm ở trong cái mục bài giảng. Và cái bài mà các bạn sẽ cần xem, nếu mà các bạn xem từ slide, nó sẽ là bài số 6, số 7. Tôi muốn hỏi một câu hỏi, đó là trong sự hiểu biết của các bạn, từng JavaScript đóng vai trò gì trong hệ thống? Recording in progress. Các bạn đã đi vào phần lập trình JavaScript. Thế thì bởi vì trong cái cấu trúc khoa học của chúng ta, cái thời lượng này chúng ta cũng không có nhiều nhé. Và mang tính chất là tôi sẽ trực tiếp thông qua các cái ví dụ cụ thể có tính thực tiễn để các bạn hiểu sơ bộ về cái cách và cái ý nghĩa của việc dùng JavaScript trong một ứng dụng web. Thế còn đối với các bạn như lớp HT, người ta học hẳn cái môn nền tảng web rồi, thì cái việc làm quen này nó đi cụ thể hơn. Về mặt công nghệ, các bạn chỉ việc lên Google, có cái từ là programming language ranking.